Trời ơi là trời, chạy Grab mà mười mấy Để chạy như đây nhiêu? sáng giờ thôi hả? Đúng rồi, giờ chắc mười mấy triệu à, ít mà. Trời Có là nhiều lắm. trời ơi, tự nhiên Giờ là vậy nói vậy Grab vô tình vậy, anh ngồi xuống anh ăn với em luôn đi. Trời trời, đấy biết không, cái tô này anh không ăn hồi em bỏ cũng vậy à, Rồi, để đúng em ăn không? cho. Cả mọi người nha, hiện tại Tina đang có mặt tại quán bún riêu cua đồng nha quý vị, ở 326 Lãnh Thân. Nói chung là cái quán này á, là Tina vô tình Tina gặp trên mạng á, thì chỗ quán đông khách lắm mọi người. Thì ngày hôm nay Tina tới đây ăn thử cái quán này làm cái gì, bún riêu cua đồng á, thì để coi coi có đúng chất là cua đồng hay không, hay là hoặc là nhầm khi đánh sao dịch vô không chừng ăn nó lặt nhắt lặt kiểu không có ngon. Thì bây giờ Tina vô cái quán này ăn thử coi bún riêu cua đồng như thế nào nha, đi theo Tina thôi. Cái nước lèo giật đã không mắc liền. Vậy cho em hỏi chứ cái nước lèo này mình gồm có nguyên liệu gì chổng vậy? À, nấu xương với lại cua đồng em. Xương với cua đồng ha chị. Để dạ. Ra chất ngọt phải hả? Đúng rồi. Với tôm khô nè. Rồi chỉ có nguyên liệu chỉ có hai thứ đó thôi ạ. À, xương với cua đồng với tôm khô. À. Tôm cua đồng, tôm khô nữa nha quý vị, nó mới ra được cái nguyên liệu là cái nồi nước lèo nó vậy á. Còn chị cho em hỏi chứ nồi nước lèo mình đã ngon vậy rồi thì trong cái tô bún á, là gồm có cái gì chị? Vậy em quyết quyết luôn giò là bún bò bún riêu à, là cái gì cũng bỏ bò giò vô được đúng không chị? Rồi vậy làm em một tô bún riêu cua đồng nha chị, mà cho em một cái giò có móng không, giò cho em một cái móng đó. Đi vô để coi thử cái tô bún. Nhà đàm cũng ngon nữa, uống mát rượu. Trời ơi, một cái tô hành tráng lại như thế này ngon quá. Tôm khô đó mọi người, tôm khô mà nó bự chà bá nè. Giờ Tina pha nước chấm làm nước đây. Ôi trời ơi, đây nè, đũa mà cũng trong bao bì đồ luôn nha quý vị. À gì chúc quý khách ăn ngon rồi. Để khi nào phải nhắm một cái muỗng nữa nè, muỗng cực ghê không, thì nào phải nước chấm thôi, làm nước mắm chặt thôi. Tina sẽ chưa sử dụng tô nữa. Nhưng mà để coi thử cái menu coi. Ở đây nó có gì? Ở đây là Tina đã kêu bún riêu cua đồng rồi. Mà ở đây thấy có gì? Canh bún hải sản. Để Tina làm một tô canh bún hải sản coi nó như thế nào nha. Anh ơi. Anh chơi. Cho em một cái tô canh bún hải sản. Một cái tô canh bún hải sản nha anh trai ơi. Một canh bún hải sản hả chị? Rồi. Dạ dạ. Trời ơi, có tôm tích nè. Tôm tươi nè. Hải sản. Rồi mực nữa. Mực nha quý vị nha. Còn cục tròn tròn này lấy gì ta? Nãy tiên kêu là canh bún hải sản. Không
thầy không biết tiếp tục gì để hỏi em. Anh trai ơi, cho em hỏi cái này cái. Cho em hỏi cái cục này là cục gì anh? Cua đồng xay ra. À, cua đồng mà ấy nguyên cục vậy luôn hả? Là được hai cục cua đồng với nhau quý vị nha. Để Tina ăn thử cái con này trước đi. Để Tina nói về cái cua dạ. Cái canh bún để ăn một tô trước đi, để coi là mà hai tô là ngồi nó nở thầy lè không biết ăn tô nào luôn á. Vừa ăn vừa nói chuyện cho quý vị coi. Tina chưa bao giờ thấy được cái tô bún riêu cua đồng nào mà ngon như vậy luôn. Nói chung là đó giờ Tina đi ăn rất là nhiều chỗ, và có cái chỗ nói chung là cũng có chỗ là ngon thì ngon, ngon mà theo độ mà đỉnh á thì không có đó. Thì Tina ăn cái chỗ này nè, trời cái nước lèo thôi quý vị, nó thơm mà nó ngon, nước nó ngọt từ cua đồng nè, từ cua đồng nè. Lại có thêm cái gì tôm khô nữa, tôm khô một cá. Ai vậy? Rồi đúng đâu được, anh đang lấy hàng bên đây nè. Tao đặt đặt muốn đem tới hả? Đúng rồi, bây giờ tiên ra coi video. Coi video hả? Ở giờ mình đem ăn hai tô hả? À vâng. Tại sao biết gì không? Ở trên mạng á nói có một cái quán này nè, bún riêu cua đồng 326 Lãnh Minh Thăng này nè, là rất là ngon. Đó là đông nữa. Ngày hôm nay em mới tới đây em coi nè, coi nó đông như thế nào. Rồi nhớ cái bún riêu cua đồng này nó ngon như thế nào nữa. Đó. Bây giờ em đang lấy đồng số đơn ngoài đây nè. Vậy hả? Thôi giờ dành chút thời gian ngồi ăn em đi. Qua đây nè, ông qua đây nè, ông ngồi bên đây nó chổi tay. Qua đây nè, ngồi đi. Ngồi nó bị chổi tay đúng không? Ngồi lấy đũa muỗng rồi làm nước chấm chơi. Thôi, nhìn thấy ngon rồi. Đây, dĩa rau của ông đây.
cái này cái viên này hai viên này phải ăn chứ. Cua đậm á, để ra thử nó mùi hai viên này phải ăn đúng không? Đúng rồi. Ấm bé đến nhìn không em có ăn, ăn đi không ăn anh ăn á. Ừ đừng có liền qua đây, để em bên đây hai viên mà ăn còn hết nữa nè. Ăn bốn viên không, em chỉ ăn hai viên thôi, ăn hai viên thôi là đủ rồi, no đủ luôn. Món gì cũng hai hai á, đúng không? Ăn lẹ đi rồi mình đi nè. Em ăn lẹ đi rồi mình đi chứ. Không ba, giỡn ngay quá nha. Ăn đi. Đã thấy hả, làm từ sáng giờ mà được mười mấy triệu mất cưng đó. Mới kêu mời ăn chung đó. Em cứ ăn đi, bao nhiêu tiền thôi lo hết. Thì đương nhiên đã chạy từ sáng giờ mà được mười mấy triệu, còn em tháng giờ em có đồng nào đâu. Ăn tốn tiền thì giờ anh phải bao em rồi đó. Anh ơi, em nghe nè. Chạy Grab á, giờ thời buổi này chạy công nghệ mà. Cái gì tiền kiếm từ công nghệ, đúng không? Đây là tiền bình thường, thấy không? 10.000 cũng có như thế. Rồi, mười mấy triệu. Thôi đi chơi. Đi, đi chơi cho hết luôn. Đi chơi. Mà anh có đây mà. Ok. Ok, rồi ăn đi. Trời ơi. Đây. Ngon quá này không? Bún này ngon ha. Ngon. Ngon quá ha. Ngon, anh ăn em thấy không? Không còn gì luôn, thấy không? Ngon quá. Với nước ngọt. Ngọt thì cua. Ngon mà. Cũng ngọt luôn á. Đúng rồi. Thơm luôn. Rồi xong chưa? Rồi xong rồi. Em tính tiền nha. Anh kia tính tiền nha. Rồi để tính cho. Thôi để em tính cho. Rồi. Tháng giờ chảy mười mấy triệu, để mười mấy triệu đó đi. Rồi. Để mười mấy triệu đó cho em. Để. Giỡn gì? Cái gì vậy? Cái gì? Trả tiền. Đi trả tiền. Đi. Rồi trả tiền, gỡ thối đi. Thối cái gì? Đi, mẹ đi. Trời, chạy tiền nhiều mà. Bò người ta đi. Trời, xài sang quá vậy trời. Đi. Giờ đi nha. Đi. Đi. Cho nó nữa. Nó gác gì nè. Cái này nó gác.